Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Quang John sẽ làm một video để cho cả nhà làm cái AirDrop của Nibiru nha. Thì đầu tiên á, thì Quang John sẽ giới thiệu cái dự án Nibiru này là gì. Thì đây là một dự án Layer One thôi cả nhà ha. Đây là cái con Layer One được xây dựng trên Cardboard Atom á. Thì con này nó sẽ giúp cho khá nhiều chức năng. Và nó sử dụng cái web Assembly Smart Contract đó, có thể đạt được thông lượng vượt trội và giảm độ trễ, cải thiện tính bảo mật ha. Thì để cả nhà đọc cái Nibiru Gen là gì á, thì cả nhà có thể là click dưới đường link mô tả qua cho để cái đường link này để cả nhà đọc hiểu thêm ha. Thì nói chung là mấy cái con Layer One thì chúng ta nên follow những dự án mới để chúng ta biết nó có công dụng gì ở năm 2024 này. Thì cái việc mà làm cái con Nibiru này á thì nó khá là đơn giản cả nhà, chỉ cần là thứ nhất là cả nhà connect ví kép wallet, và thứ hai là cả nhà có Twitter, xong rồi là cả nhà blink code wallet vào, rồi sau đó là vào cái phần claim á, rồi cả nhà kiếm điểm xong rồi sẽ được nhận thưởng đấy ha. Thì cách làm khá đơn giản, chỉ cần 3 đến 5 phút là chúng ta có thể làm xong rồi. Bây giờ thì qua John sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách tạo cái ví kép đầu tiên đã ha. Thì đầu tiên á cả nhà, cách tạo cái ví kép này á, thì chúng ta sẽ vào ở cái phần Google ha. Đó, chúng ta sẽ vào phần Google. Đó, xong rồi chúng ta sẽ ấn là ví kép wallet đó, KEP KEPLR, đó wallet đi, thì chúng ta sẽ ra một cái đường link như thế này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ấn vào ha. Đấy, rồi chúng ta sẽ thêm vào pray ha. Đó, thêm vào, sau đó là chúng ta sẽ bật cái ví này lên. Đấy. Thì khi mà nó hiện ra một cái ví như thế này á cả nhà, thì chúng ta sẽ ấn là tạo một cái ví ha cả nhà ha. Hoặc là nếu mà cả nhà đã có ví rồi thì cả nhà khỏi tạo ha. Thì ở đây thì qua John sẽ hướng dẫn cho những người mới thì chưa biết cái cách tạo ví như thế nào, thì cả nhà ấn vào cái phần tạo ở đây. Rồi bên này thì qua John nghĩ là cả nhà không nên điền cái Google của mình vào, mà cả nhà nên tạo một cái ví mới rồi cả nhà lưu ha. Đó, thì cả nhà có thể là thấy ở phía này nó tạo lên như thế này, chúng ta ấn install. Thì những cái chữ này á thì cả nhà hãy lưu vào một chỗ nào đó mà cả nhà có thể là mất trí nhớ mà cả nhà vẫn nhớ được ha. Đó, thì cả nhà copy nha, copy ở cái phần này, copy to clipboard đấy, rồi cả nhà lưu vào, ví dụ như là Facebook hay là một tờ giấy nào đó, hay là cái ghi chú của cả nhà lưu vào ha. Đó, hoặc là cả nhà lưu vào ở một vị trí đó. Như qua John thì qua John sẽ lưu vào ở đây đó, rồi cả nhà lưu ở đây, khi nào qua John quên thì qua John ấn vào là sẽ vô được đó. Xong rồi chúng ta sẽ ấn nét ở đây. Thì sau khi mà chúng ta ấn nét đó cả nhà, thì ở đây là nó có cái chữ số 6 nè. Ví dụ nó có cái chữ số 6 ở đây thì chúng ta sẽ ghi là cái phần 1 2 3 4 5 6, 6 là phần test đúng không? Đó, test cái này là qua John chỉ là test cho cả nhà xem thôi nha. 7 8 9 10 11 12 12 đây. Thì nó sẽ vào ở trong này. Tên thì ghi là qua John Crypto. Đó, tùy cả nhà. Rồi bát thì cả nhà có thể đặt một cái bát nào mà cả nhà mất trí nhớ mà cả nhà vẫn nhớ được, thì lúc đó là cả nhà sẽ không bao giờ mất bát đó. Xong rồi chúng ta ấn next ở đây ha. Nào, tiếp theo nè, ở cái phần tiếp theo á cả nhà, thì cả nhà hãy nhấp vào cái đường link ở phía bên dưới nha. Thì cả nhà có thể là vào cái đường link là Nibiru Arop đây đấy, để qua John sẽ vô cho cả nhà đó. Cả nhà click vào đúng không? Thì khi mà cả nhà click vào cái đường link như thế này á, thì cả nhà sẽ ấn vào cái connect wallet đó, cái ví kép này nè, thì chúng ta ấn vào ở cái phần này đó. Thì chúng ta thấy là qua dòng đã vào được rồi, nhưng mà với những người mà chưa cài mạng Nibiru vào á thì cả nhà sẽ không vào được ha. Thì cái cách mà đơn giản á, là cả nhà ấn vào cái ví kép này đúng không, rồi sau đó là cả nhà sẽ ấn vô cái phần ba gạch này đó, rồi cả nhà ấn là manager chain VCPT đó, thì cả nhà ấn cái phần Nibiru vào Nibiru, rồi cả nhà click vào cái chain này ha, cả nhà xếp lại là được đó, rồi nó sẽ và xong nghe cả nhà. Rồi sau đó rồi chúng ta sẽ kích vào cái đường earn points thôi. Ok, em mà earn spawn ở đây ha. Thì cái phần earn spawn này cũng khá là đơn giản. Đó, cả nhà có thể là thấy ở cái phần này đây. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần post này. Đấy, thì cả nhà nhấp vào rồi, cả nhà có thể là làm những cái nhiệm vụ như là follow Twitter, rồi Discord nè, Telegram, YouTube, Instagram, với lại là ở phần phía dưới này là news. Ở cái phần này thì nếu mà cả nhà join á, thì cả nhà có những cái drop lập thì cả nhà nhớ edit cái phần này nghe. Edit cái phần này nè. Đó, để cả nhà nhận cho nó chuẩn. Ok, như vậy thì video làm cái AirDrop của Nibiru khá đơn giản. Tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho cả nhà. Và nếu như mà cả nhà có thời gian thì cả nhà có thể là tạo làm thật là nhiều cái ví lên, thì khá tốn thời gian thôi. Thì chúng ta cần tạo những cái nick clone để chúng ta làm ha. Ok, và nếu như cả nhà muốn mua những cái coin stock ở trên Binance thì cả nhà đăng ký dưới đường link referral của Quajon để ủng hộ ha. Hoặc là đăng ký ở MSC để chúng ta có thể là trader giảm phí volume giao dịch. Hoặc là chúng ta có thể là đăng ký ở Bitget để chúng ta có thể là nhận nhiều phần thưởng hơn ở bên đó. Ok, như vậy thì video của Quajon hướng dẫn đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà, nếu cả nhà yêu thích thì cả nhà đừng quên like, subscribe nhé. See you.